Thôi, ô, cái này nó mới. Trời ơi, thôi thôi phải nói chứ. Rồi tiếp theo đây là cái phần mà anh chủ sẽ tháo cái con này ra nè. À, anh chủ đang lựa đồ nghề, chuẩn bị tháo cái con này ra. Rồi cho anh em coi cái nội thất, thứ nhất là coi cái nội thất ở bên trong ha. Ở phía ngoài thì nó còn rất là ok, mướt mướt rồi đó. Giờ mình sẽ khui thử một con, coi nội thất bên trong nó như thế nào. À, để cho anh em tận mắt chứng kiến để mà phải tin tưởng về mua ha. Do anh chủ để lạc cái đồ nghề mất tiêu rồi, mất có chìa khóa 17 rồi, anh chủ anh chơi kèm bấm luôn nha. Đó. Con này ăn khá là nặng nha, 27 kg, nặng hơn 3 thức ăn nữa. Chủ dùng cái kìm bấm không mà còn chuyên nghiệp hơn là cái bu lông, máy bảo bu lông nữa. À, đây mình thì mình bán là mình bao hạn nè. Đây là người thật gì thật là chưa gã luôn nè, nó bông nhưng mà mình có, mình làm đỡ con này. Mai về mình mua bông mình chặn. Tình hình là bao anh em bao luôn nha. Tình hình là do kiếm cái lục giác bông nó không có, bắt buộc phải gắn con này vô đỡ. Mở ra vậy thì ốc nó hơi bị chạy tí á. Mình không phải là dạng chuyên nghiệp như anh em mà sửa, mình chỉ biết bán thôi, không biết sửa đâu. Cái nào hư là mình bỏ hả? Kiếm 4 cuộn xu luôn rồi, 4 cuộn xu, 4 cuộn xu á. Mấy cái máy cũ đồ có nào đủ. Nó nhỏ hơn rồi, nó thấp hơn á. Con này nặng quá. Hả, con này cũng khá là vất vả nha. Đó anh chủ mới làm phanh tơ hủ tiếu à. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, giờ phải gắn làm để kiếm tô cơm. Mày bạn nào có cái lục giác bông, điếu bông đút vô phát một là ra ngay nha. Rồi giờ tới cái tiết mục phôi ra cái nội thất ở bên trong đây. Đây cái đầu phôi mua 2 bầu. Ôi trời. À em dính cà phê à. À, còn cái phe đây. Là cái này đi. Dựng lên cho nó coi. Cái nó hoành tráng này. Quá chuyên nghiệp luôn. Cái này sao đó. Tháo phe ra. Cái này có móc một. Đây, được. Có gì phải đứng. À con này luôn. Trời ơi. Đó. Đó. Lâu. Ngồi lại không? Còn đẹp đàng hoàng, không bao giờ cháy. Chưa? Than nó hơi yếu chút xíu. Đó, quan trọng là gột thôi, than anh em có thể thay được. Gột là bao. Đó. Gột đây. À. Không. Than thì nó chạy thì hàng cũ mà. Hàng cái đĩa mà. À, bên nước ngoài nó chạy rồi mà về nè, thấy không? Than nó yếu mà cái lam thì chưa mòn luôn nè. Thấy không? Đó, thường thường thấy mấy ông thợ á, ông về ông lôi cái này ra. Ở đây nha, ông quét nhẹ cái là bốn lưỡng. Đúng, đúng, đúng. Hả? Mình chỉ biết vậy thôi. Chứ ngoài ra không biết được nhiều.
Đó, đây là mình tháo luôn rồi, mình cho các bạn coi luôn nè. Cái ruột ra ta. Cái này ra. Chắc nếu tháo trên được ta. Trên nó có đục nghề đâu. Nó có đục nghề đâu tháo. Đó. Là than nè. À, này có cái lỗ dài học luôn xuống hay gì, cái lỗ dài học xuống không phải, không phải được lên quá không tới. Thôi, không được, mình không có đồ nghề rồi. Rồi cho anh em coi xương xương như vậy nha, cũng khá là rõ về phần người hen. Đó, bên trong nó đóng bụi, nó hơi bị đen chi tí, nhưng mà vệ sinh lấy vòi hơi mình xịt chút là ngon lành ha. Đây, đây có đồ hơi, có đồ giá đây. Mà lao đó. Đây. Đó, chùi bên này cho anh em coi cái này. Đó, thấy không? Đó, chùi cái nó sáng lên liền ha. Còn là nó là bán là bao. Anh em mà nói mà cháy á, cho không. Gửi đi cho anh em mà kề ngà mà nó cháy á, cho không cái đó. Hỏi tính tiền, tính căn phế liệu cũng có tiền. Đó, ok chưa, anh em nghe rõ anh chủ nói gì chưa? Đó, anh chủ bao luôn nha, mang về mà xài trái á, thì anh chủ nói là cho không luôn đó, bán phế liệu rồi tính tiền luôn. Đó, hàng là mình bán là nó được đường á, ngoài chợ á, ra bên thợ á, ông sửa á, là ông lấy ra, ông bỏ than cho thôi. Đúng rồi. Than này thì cũng gắn xài được bình thường, nhưng mà xài lâu lắm, nếu mà gì á thì nó cũng... để mà mình cãi lên cho anh em coi cục than đó nha. Đây cũng dễ lắm nè, mở ra kéo than ra, nó có cái lò xo ịnh xuống, có lò xo ịnh xuống nè, kéo than ra. Đó, than hiện giờ nó còn được bao nhiêu, ta được coi than còn quá là dày luôn chứ. Đây mình nói mỏng là theo ý mình là thấy mỏng thôi, chứ này nó xài á, anh em xài khoảng chừng cỡ 5.5 á. Đúng, cỡ 5.5 á, 5.5 mới hết cục than. Ai nó giờ nó còn khoảng chừng xài cỡ 5.5 nữa, nếu mà so nhưng mà mình xài máy đồ á, 5.5 mà tốn có 1.800.000, máy Cummins cái máy nó bự lắm, máy nó tới 12 máy gì đó, 12 máy tầm này đó, gì đơn giản thôi, thấy không nè, chạy lên đó, bỏ lên đè xuống cũng thay dặn này ra đó. À, đây đây dặn con này ra ha, con này nè 8 ly gì á. À, dặn con này ra, dặn con lóc ra đó là hai rồi, lóc này ra, đỡ ra là kéo ra hai, à. Hàng thì bao đẹp, à. Mình nói chung là mình cũng còn được cũng còn nhiều, không phải là ít, à, bây giờ mình chơi cho anh em cây nữa nè, anh chủ sẽ tiếp theo cho mấy em một cây nữa ha, chơi. Đồ ở trong đây cũng khá là nhiều, cây này trồng cái kia lên đó, thì nó cũng đồ này thuộc dạng hàng nặng mà đó, nên tìm được một cây á thì cũng hơi bị đuối, là khi nó ra cũng hơi bị đuối luôn á. Anh em gấp cái đời này, trước khi anh em gấp anh em phải ăn một dĩa cơm sườn thêm dĩa cơm thêm với ly cà phê sữa đồ nữa chứ để mà gấp xong á mới dặn ốc vô là nó mất tiêu hết trơn rồi, bê ra là mất tiêu rồi. Trên cam cây nữa nè, này là mình đó. Mình làm cho nó chui. À đây, cái này cũng vậy luôn nè. Nè thấy không, để lâu, bụi. Thấy không, hàng là còn tem nè. Ok, con tem này nè. Còn rất là mới hơn con nãy nữa nè. À anh em có tem rất là mướt luôn nè, tem nè thấy không. Tem nè. Còn mã số rồi hết đen. Còn tem nè. Đó. Tại vì ở bên nước ngoài á, người ta quăng á, chứ phải như mình. Máy này cất mấy kia rồi thì nó chỗ nào nó mềm mềm, nó cũng mẻ, bể nó hết rồi. Xương xương. Đây con này 2 mấy kg luôn. Nặng lắm. Mình làm không khéo nó bể. Tại vì đây thì mình ôm từ cây. Còn bên người ta là nó làm công nghệ mà. Đây nè, chở cây nữa nè. Đó. Nãy mình không có cục này, giờ có cục này dễ tháo rồi. Bây giờ anh chủ tiến hành là mở con số 2 luôn hen. Đây. Đâu rồi. Đó.
nói chung anh em nếu máy á sợ á thì anh em cứ cái mẫu của anh em gửi hình lên ha, mình lựa đúng như vậy rồi dặn muốn gáp á thì đó đây là đó một miếng bếp nè nè đó ba miếng này nha anh em. Đây. Mình cũng liều lắm, cũng thích dạng như anh em mình thấy nhiều lúc không biết làm cái giá quá trời, giờ kinh tế khó khăn anh em nương tựa nhau mà sống. Mình chắc mót được thì chắc mót, còn ba này nó hư á, nó mà lỡ mà có yếu yếu cháy mình bỏ rồi bán cho anh em ta gạo cái liệu đúng chứ mình không có để chứ để bán gì nó không có ngon đó. Gạo cái liệu á thôi, cái này nó mới. Trời ơi, thôi thôi phải nói chứ nè anh em coi nè. Trời ơi, mới. Nó đỏ tươi, đỏ và vàng đồng luôn này nha. Nó rất là mới, rất là đẹp luôn ha. Đẹp khen luôn này nha. Khỏi cần phải dê luôn. Cục thang của nó thì dày. Nó dày cộm luôn. Trời trời khoảng chừng 3 năm. Đó, mấy anh em coi cục thang nè, nó dày nè ha. Yeah. Cái lò xo đè xuống đây mà cục thang lòi ra một khúc bên này thấy không? Đó, trời ơi. Thấy không? Còn đồng nó còn thấy nè. Đó. Đó. Rồi. Cứ 1.8 triệu là anh em cứ giác vàng cục. 1.8 triệu giác vàng cục. 1.8 triệu mà giác về một cục dùng cho cái máy lớn nha. Cumin đúng không? Cumin nó cục đề đúng không? Cục đề nè, đây là đề của Cumin, đề ở Cumin nha. Đó anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ nha. Đó Cumin hay gì vậy anh em, mà thấy cái máy nhà mình nó giống gì nè đi mua đó. Giống gì là mình mua lụm về là y chang đó, còn mà nó mà có khác cái mỏm này chỉ cho anh em luôn. Đây nó có mấy cái lục giác đây. Anh em cứ dặn ra lấy cái miếng sắt của mấy anh em bỏ ra lấy cái ảnh vô để nó làm đều á. Làm đều á nè, giống như kiểu mình thay đế đúng không? Thay đế đó. Còn cái con nia này á, cái găng mà nó mà khác á, mình lấy găng mình đưa vô đúng rồi, tôi mở đây ra rút con này ra lấy cái nhâm này vô là xài bình thường. Chứ anh em đừng nói thấy nó người ta nhiều lúc người ta nói không biết, mình không biết á, nói phải đi độ này độ kia không có. Cumin á đã xài cho nhiều dòng máy, cái là máy lớn 12 máy cũng xài chung này luôn. Đúng đó, mình cứ tháo cái mỏm này ra ảnh kia vô là xài đó. Mình cứ thấy mình biết sao mình nói vậy, còn anh em muốn làm sao tùy anh em làm cảm thấy thoải mái là anh em chơi. Mình nói chung nè, người ta là chuyên nghiệp, nó có máy bơm rồi kia, mình có máy thổi nè, tự động nè, thổi bằng cơm nha, máy thổi bằng cơm nha, thổi bằng cơm nè nè. Đó, thấy không? Sạch sẽ, đẹp trai. Quá đẹp, quá ngon luôn hen. Rồi mình nói chung là mình lúa mà, mình hay lúa, mình làm có sao làm vậy. Mình không có nè, người ta tháo cục thang cho anh em coi nè. Thang chờ bá lửa luôn. Cái đó, cái cây nãy là nó hơi xấu đó. Đúng rồi, cái cây đầu tiên nó hơi xấu một tí. Mình có sao nó vậy, xấu nó xấu, xấu nó đẹp, ai tin. Giờ khó khăn người ta cũng cực lắm. Thang này nó dài. Nó dài quá, ít dài quá. Dài quá. Phải. Nó dài quá rồi em ơi. Cứng, phải lấy cái gì gấp nhẹ nó ra là ok ha. Đó, trời ơi nha. Nó dày. Nhìn cục thang nè. Trời ơi, thôi phải nói chứ. Cục thang này. Cái này cỡ 2 phân nè. Cục thang hả, 2 phân. Đó cục thang gì anh em cứ nghĩ đi, con đề 1.8 triệu mà cái máy anh em giá trị hết mấy trăm triệu, bỏ ra 1.8 triệu mình gắn vô cái máy mình muốn làm công chuyện gì mình đề phát một cái chạy, còn thức anh em đi sửa lại thì nó cũng được, nhưng mà thời gian nó không được lâu đó, cứ để vô mà mình xài là phải máy mình đã đưa vô là đỉnh. Làm lắp hình là nó hình là đi, cái ngò mà anh em sửa nhựa là anh em buồn lắm.
mình bán máy luôn vậy. Đây mình cũng có bán máy nè, máy phát điện này kia đó. Anh em có nhu cầu thì alo mình. Nói chung mình làm này cũng đam mê, mình đam mê mình mới làm được. Còn không đam mê là có tay à. Đó, hàng nào không? 1.8 triệu cho một em đẹp trai. Ê, cái nào nó bây giờ nó cũng bể nghe anh em. Nè, cái nắp này nè. Mua thai có bình thường. Bể cái nắp này nè. Nắp bể này cái nắp này mình mua bình thai bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết trơn nha. Không ảnh hưởng gì hết nè. Đồ nó còn nguyên nè. Đồ còn nguyên bên trong nha. Tại vì mấy con đề này là Mỹ nó làm là cho mình thai được đó. Chào anh em nha. Bây giờ mình giải thích cho anh em nha. Cái này hiện bây giờ là 1.8 triệu một cây. Một cây nó nặng 27 kg, chạy ra 1 kg khoảng 62.000. Đúng đó. Anh em bán phế liệu lại cho người ta gã thì người ta mua phế liệu một kiếp anh em 30.000. Đúng đó. Anh em chạy cháy bỏ luôn, đem dục ra ngoài, người ta thu lại 1 kiếp 30.000 là gã phế liệu. Đúng đó, thấy không? Anh xài. Em chạy chảy ra anh em bỏ ra 1.8 triệu mà anh em xài xong ra anh em bán lại cũng còn được 900.000. Đúng, xài chán rồi bán vẫn còn lời. Vẫn còn lời. À, còn mà ngoài người ta bán thì nhiều tôi không biết. Tôi chỉ bán nhiều thôi. Cảm thấy tôi bán có lời, dặn như tôi mua 1 kg. À, dặn như tôi lời 1 kg 50.000 là tôi bán rồi. Tôi đúng. Quan trọng cái món đồ đó là cái máy nó bao nhiêu tiền. Máy nó mấy trăm ngàn cậy, mấy trăm triệu cậy đó. Mình chỉ biết nhiêu đó mình bán nhiêu thôi. Đó, anh em cứ nghiên cứu. À, thấy không? 1.8 triệu có cây đời có pin 27 kg, xài xong bán lại còn 900.000, 3 năm sau là còn là 900.000. Ok luôn nha. Chỗ bao xài nên mấy anh em cứ yên tâm đi nha. Về mà lắp vô mà xài không được, để không chạy hay gì đó thì quăng phế liệu luôn. Quăng phế liệu. Gửi chi tống tiền xe, mình gửi cái khác cho. Ok luôn nha. Rồi kết thúc video tại đây nha. Không chịu quá lửa luôn mà. Đâu bị nặng. Bình nhớ không? Rồi các bạn nhớ đăng ký like share để nhận được nhiều video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe. Địa chỉ cửa hàng nông ngư cơ Hai Lúa nha. Chuyên mua bán sỉ lẻ máy móc nông nghiệp ngang, động cơ máy nổ, nông ngư cơ, máy thủy, máy phát điện, Yanma, Kubota, Isaki rồi tùm lum hết trơn nha. Địa chỉ là số 82 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Số điện thoại là 0903 202 506. Rồi các bạn có nhu cầu thì liên hệ nha.